Theo đông y, bổ kết bị cay mặn, tính hơi ôn, có độc. Vào hai kinh phế đại tràng, có tác dụng thông khiếu, tiêu đờm, sát trùng, làm cho hắt hơi, dùng chữa trúng phong, cấm khẩu, tiêu thực. Đờm xuyễn, sáng mắt, ích tinh, có thể dùng cho trẻ em và người lớn. Chỉ co giật, kinh giản, đờm ngược lên nghẹt cổ, miệng xùi đờm rãi, hoặc hen xuyễn, đờm kéo lên, khó thở. Dùng bột bồ kết, đốt tồn tính và phèn phi lượng bằng nhau, trộn đều, hòa vào nước cho uống mỗi lần 0.5g, ngày uống 3-6g, cho đến khi nôn đờm ra hoặc hạ đờm xuống thì thôi. Trị bí đại tiện, lấy 200g hạt bồ kết không mọt, không sâu, tẩm sữa, rang vàng, tán nhỏ mịn, hòa với mật, làm thành viên to bằng hạt đậu to, mỗi lần uống 30 viên sau bữa ăn khoảng 30 phút. Trị ho, bồ kết 1g, quế chi 1g, đại táo 4g, cam thảo 2g, sinh khương 1g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày. Trị kết lỵ kéo dài không khỏi, dùng 50g hạt bồ kết, sao vàng hơi xém, tán thành bột mịn, trộn với hồ nếp, hoàn viên to bằng hạt ngô, ngày uống 10-12 viên, chia làm 2 lần sáng chiều. Trị méo miệng do trúng gió, dùng khoảng 10 quả bồ kết nướng giòn, tán nhỏ mịn, trộn với loại giấm tốt cho sền sệt. Miệng méo về bên trái thì đắp má bên phải và ngược lại. Khi nào khô thì hòa thêm giấm cho vừa dẻo để đắp. Cách này có tác dụng với người mới bị bệnh. Trị mụn nhọt sưng tấy đau nhức, dùng 4-8g gai bồ kết, sắc uống mỗi ngày. Trị nghẹt mũi, khó thở hoặc viêm xoang, đốt quả bồ kết, xông khói vào mũi, mũi sẽ thông và dễ thở hơn. Trị khoai bị, lấy một lượng vừa đủ quả bồ kết, đốt thành than, tán một mịn, trộn với giấm thanh, lấy bông thấm thuốc này đắp lên chỗ khoai bị, khoảng 20-30 phút, lại thay thuốc một lần. Trị sâu răng, nhức răng, quả bồ kết tán nhỏ, đắp vào chân răng, nếu chảy nước dãi thì nhổ đi, hoặc dùng bột bồ kết đốt tồn tính, nhét vào chân răng. Trị trẻ nhỏ bị chốc đầu, rụng tóc, bồ kết đốt ra than, tán nhỏ, rửa sạch vết chốc, rồi đắp than bồ kết lên. Trị trẻ nhỏ bị đầy bụng, đốt quả bồ kết trên bếp than, hứng khói vào bàn tay hoặc lá trầu, rồi ép vào bụng trẻ. Trị trúng phong cấm khẩu, dùng quả bồ kết bỏ hạt, lấy vỏ nướng cháy nghiền thành bột, ngày uống 0.5-1g, nếu sắc thì dùng 5-10g quả bồ kết bỏ hạt sắc uống. Trị trĩ, lấy 15 quả bồ kết cho vào nửa xô nước đun sôi kỹ, rồi đổ ra chậu, đợi đến khi nước bớt nóng, có thể thò tay vào được thì cho người bệnh ngồi vào chậu để ngâm, đến khi nước nguội thì lấy tay đẩy mũi trĩ cho thụt vào và băng lại để giữ. Đồng thời lấy 5 quả bồ kết tẩm sữa nướng giòn, tán nhỏ mịn, hòa với mật, đường cho vừa dẻo. Viên hỗn hợp trên thành từng hạt như hạt đậu, mỗi ngày uống 20 viên, uống hết chỗ thuốc đó thì thôi. Trị rụng tóc, gội đầu bằng bồ kết nguyên chất là một cách hữu hiệu để trị rụng tóc. Dùng khoảng 300g quả bồ kết khô và nấu với một lượng nước vừa đủ để có thể gội đầu. Nấu nước bồ kết pha thêm với nước lạnh bên ngoài và gội đầu đều đặn. Đây là cách trị rụng tóc đơn giản bồ kết mà ông bà chúng ta thường hay dùng.